Ba gọi ba ba đi, ba 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 rồi, ôi rồi 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 đi lấy này. Chán à, thế lại bé đi chơi đi. Bé đi chơi đi. Bé đi chơi, bé đi chơi, bé đi chơi. Đùa không? Anh cháu kỹ sư. Vuốt vuốt các thứ đi. Ý khoái. Ê, bắt đầu chán rồi anh nhỉ. Thế bế nhau cái. Nhanh không bye bye đi làm đấy. Bế nhau miếng. Bế nhá. Bế không? Không bế á. Ừ đấy hay đấy nhở. Đâu? Dạ. Thôi đi làm nhá. Không chơi với nhau nữa nhá. Tối về gặp nhau sau nhá. Nhá. Tối về gặp nhau sau nhá. Về, về đây. Đi làm đây. Đi làm đây. Tối về gặp nhau sau nhá.
Mùi gì khét khét đấy nhỉ? Ơ nhỉ?
có cái mùi gì khét khét đấy. Ơ trời ơi, nhìn như cháy cái gì đấy, khét khét đồ chứ. Cái gì mà khét khét. Ơi trời ơi, cháy hết của tôi rồi. Ôi trời ơi, nóng quá. Này ăn gì ấy vợ ơi? Mì tôm à? Ôi dồi ôi, lâu không ăn mì tôm rồi. Đây, anh xem con vợ anh đây. Ở nhà hôm nay này cho tôi ăn mì tôm đấy, rán cá để cháy đen đấy kìa. Thôi cháy mẹ lâu, lâu rồi con chưa ăn mì tôm không sao đâu. Sao à, vậy nên lấy sức đâu mà làm? Lấy sức đâu mà làm? Đấy, tôi này cũng không có sức ấy. Thế này ăn này có ngày tôi cũng chết non mất thôi anh ạ. Ôi mẹ ơi, con mời mẹ ăn đi. Anh ăn đi. Mẹ ăn nhá, ăn với cháu. Nóng lắm nhá. Thôi mấy khi mẹ ăn mì tôm. Em ăn đi. Mẹ ăn rồi kìa, ăn đi ăn đi. Ôi trời ơi, không ăn được đâu mẹ. Hôm nay là hai cái công tức. Đi ra chơi đánh bài thì thua cả bài. Về nhà này thì cháy cả cá. Giờ ăn mì tôm không ăn. Không ăn. Thôi mẹ. Ăn cái cho lại sức. No cả cái cục tức hai cái tức cả hai còn ăn uống. Ăn được không? Này. Cho con này. Cầm không? Thôi em ăn tạm gì đi. Tí anh chạy ra quán mua cho mẹ cái bánh mì. Hay mua suất cơm bụi nhá. Ăn đi ăn đi ăn đi. Xong cho con ăn nhá. Thôi em ăn đi, tí anh chạy ra quán mua cho mẹ cái gì ăn được. Ăn đi nhá. Tí anh khác ra quán anh mua gì cho mẹ ăn. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Lâu không ăn mì tôm mẹ ăn này.
Nhi. Con mua cái bánh mì cho mẹ ăn tạm, giờ quá giờ không còn đồ ăn nữa mẹ. Rồi không ai không biết hết rồi đói nhau bụng à. Mẹ ơi, mẹ ăn tạm cái bánh mì nhá. Đây. Ăn đỡ bỏ trong thịt gà. Này. Anh không có biết đến mẹ à? Con có vợ nhưng vẫn có mẹ mà. Đúng anh đi đi với vợ anh, ấy với vợ anh. Mẹ tạm thế. Thế à? Vợ con, bọn con mới nhận con nuôi nên là chưa quen được giờ giấc sinh hoạt. Con cái nó gắt ngủ lên là sơ ý, không thể kiểm soát được những chuyện xung quanh nên là mới cháy cá như vậy. Thôi, mẹ bỏ qua. Bỏ ra theo đồ mà bỏ. Không bỏ được. Tôi không bỏ qua. Cháy hết đồ vậy phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Thôi mẹ ăn tạm bánh mì nhé. Ăn cho lại sức, tối nay con thịt gà ngon lành con. Đâu cho thịt. Không cho thịt. Ăn thịt gà thì vào mới có đủ sức chứ. Không cho thịt. Để tôi bán. Không cho thịt. Đi làm kiếm cái gì mà mua mà ăn đi này thịt gà. Thôi mẹ ăn tạm cái bánh mì nhá. Tí con đi mổ gà xong là tối buổi bổ cho mẹ sau. Muốn ăn gì lại? Thôi mẹ ăn tạm nhé. Chứ giờ quá bữa rồi không còn đồ ăn nữa. Tí con đi thịt con gà. Nhá. Làm nhanh đi. Vâng.